Cả nước sắp bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Vào dịp này thì du lịch biển cũng là sự lựa chọn của đông đảo người dân. Bởi vậy các địa phương có lợi thế du lịch biển cũng đang tận dụng cơ hội này để mang tới cho du khách những trải nghiệm mới, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương, ghi nhận tại khu du lịch Hải Tiến, huyện Hằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Khu thương mại và du lịch biển này chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5 vừa qua với một không gian rực rỡ sắc màu cùng sự kiện đường phố La La Town sôi động. Sản phẩm du lịch nổi bật tại vùng biển Hải Tiến này đã thu hút đông đảo du khách tới tham quan, trải nghiệm. Nó là một tổ hợp khu vui chơi nên là khi mình đi theo gia đình hay là bạn bè hay là bất cứ lứa tuổi nào mình đến đây cũng rất là hợp lý ạ. Khách hàng bây giờ khi mà họ đi du lịch ngoài cái việc tắm biển ra thì họ cần rất là nhiều những cái hoạt động trải nghiệm. Chính vì thế là chúng tôi có một cái sản phẩm phố lễ hội La La Town, nơi mà khách hàng có thể trải nghiệm rất là nhiều những cái hoạt động khác nhau, từ ẩm thực, từ lễ hội cho đến những hoạt động văn hóa, nghệ thuật khác. Khai thác lợi thế của các làng nghề để du khách trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và mua sắm các đặc sản địa phương cũng là cách thức đa dạng hóa sản phẩm du lịch hiệu quả mà các doanh nghiệp tại Hải Tiến đang liên kết thực hiện. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng liên kết, cộng hưởng cùng với bà con du lịch làng nghề. Ví dụ như là những cánh đồng thủy sản lớn, những câu chuyện lịch sử tại làng nghề nước mắm Quốc Phụ quê tôi. Cái mô hình này nếu được nhân rộng ra với được sự quan tâm đầu tư của các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý về mặt du lịch sẽ giúp cho quê hương tôi sẽ có thêm nhiều công ăn việc làm, sẽ có thêm nhiều giá trị tốt đẹp được lan tỏa. 6 tháng đầu năm 2024, huyện Hoàng Hóa đã đón được hơn 400.000 lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng, đạt 138% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ các hoạt động du lịch, dịch vụ ước đạt trên 500 tỷ đồng. Phát triển du lịch đã mang lại hiệu quả kinh tế cho cả người dân và địa phương. Việc đưa vào khai thác các sản phẩm du lịch mới nhằm thúc đẩy các cái lĩnh vực lưu trú, ăn uống, giải trí, vận chuyển, v.v. cùng phát triển, tạo cái công ăn việc làm cho người dân địa phương và nâng cao cái thu nhập, cải thiện cái đời sống cho người dân. Chúng tôi chú trọng rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu điểm du lịch, tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, tạo sản phẩm du lịch mới và thực hiện hiệu quả các kế hoạch, đề án, chương trình phát triển du lịch để xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn. Khu du lịch biển Hải Tiến nói riêng và du lịch tỉnh Thanh Hóa nói chung đang tiếp tục nỗ lực đổi mới, thu hút du khách, dần khẳng định là một địa chỉ nghỉ dưỡng trải nghiệm hấp dẫn trên bản đồ du lịch cả nước.